Nhật Minh và Thùy Nhung xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Home Shopping do Vinashop thực hiện. Vâng, thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay Nhật Minh và Thùy Nhung rất vui khi được quay trở lại đây để cùng nhau giới thiệu với quý khán thính giả những sản phẩm mới nhất mà chúng tôi vừa mới sưu tầm được. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt lưu ý là trong khi quý vị xem chương trình ngày hôm nay, ngay lúc này nếu quý vị gọi vào trong cái giờ mà chị em chúng tôi làm show, quý vị sẽ được giảm giá thêm 5% trên tổng order và free shipping trên toàn nước Mỹ nếu quý vị order trên 150 Mỹ Kim. Vâng, thưa quý vị, 5% giảm giá lần đó quý vị ơi. Cho nên là quý vị hãy cùng chú ý theo dõi show ngày hôm nay của Thùy Nhung và Nhật Minh nhé. Và nếu mà quý vị order được trong lúc hai chị em chúng tôi làm show thì quý vị sẽ tiết kiệm thêm được rất nhiều tiền đấy. Và bây giờ Nhật Minh xin giới thiệu với quý vị bộ kem dưỡng da tuyệt vời làm từ bột vàng 24 nguyên chất, có tác dụng cải thiện và phục hồi làn da bị lão hóa. Và bộ dưỡng da này có tên gọi là Magic Lens Pogo, bao gồm hai sản phẩm: kem dưỡng da phục hồi da bị khô và bị lão hóa, và sản phẩm thứ hai là serum cũng được làm từ tinh chất vàng nguyên chất, có tác dụng làm săn chắc da và thúc đẩy tế bào chết, tạo ra tế bào mới, ngăn chặn sự lão hóa cho làn da của quý vị. Các chuyên gia trong lĩnh vực dưỡng da đã cho rằng vàng có thể làm tăng lượng collagen trên da, chống nhăn, chống chảy xệ và làm giảm quá trình lão hóa da. Từ thời cổ đại xa xưa, người Ai Cập đã truyền tài nhau bí quyết dưỡng nhan sắc bằng vàng để có được vẻ đẹp hoàn hảo như nữ thần Cleopatra. Dùng vàng để làm đẹp đã có từ lâu đời, nhưng rất ít người sử dụng vì tính chất vương giả của nó. Nhưng không ai phủ nhận khả năng diệu kỳ khi vàng giúp chống lại sự lão hóa tất yếu, mang lại một vẻ đẹp thách thức với thời gian. Vàng có thể làm sáng da thô sần, sạm thâm. Với tinh chất vàng quý hiếm, các tế bào da sần sùi, da cỗi sẽ được loại bỏ, đồng thời làm lưu thông tuần hoàn máu, dẫn lưu những dưỡng chất tốt nhất đến nuôi dưỡng làn da, giúp cho da ngày càng sáng mịn và trẻ hóa mỗi ngày. Trong ngành thẩm mỹ làm đẹp hiện nay thì vàng được coi là sản phẩm cao cấp nhất. Các nguyên tố vàng khi đắp vào da mặt thì sẽ thấm thấu đến tận những lớp biểu bì đáy của da. Và vàng có thể làm cho các tế bào trong da được phục hồi nhanh chóng, làn da săn chắc hơn, xóa nhanh vết nhăn, giảm các hắc tố da, mờ đi vết thâm và tàn nhang. Thưa quý vị, thành phần có trong bộ kem dưỡng da và serum làm bằng vàng này bao gồm những chất như sau: 99% là làm từ vàng nguyên chất, gỗ đàn hương trắng, dầu thực vật và cộng thêm peptide B. Kem dưỡng da có chứa hạt vàng nguyên chất, cung cấp một độ ẩm giữ tuyệt vời và hiệu quả thẩm thấu dưới da tối đa để cải thiện cho làn da được tốt nhất. Hương thơm của gỗ đàn hương trắng có mùi thơm rất dịu ngọt, sẽ giúp cho chúng ta thư giãn thần kinh và phục hồi sức sống cho da. Kết cấu vàng nguyên chất với sức mạnh giữ độ ẩm trên cả bề mặt và bên dưới làn da. 99% vàng nguyên chất sẽ làm sạch da, giúp da trở nên rạng rỡ và khả năng phục hồi da bị tổn thương, khô ráp, trở lại mịn màng như lúc ban đầu. Và đồng thời, vàng nó cũng có tác dụng kích thích tái tạo lại tế bào da mới thật mạnh mẽ, giúp da trở nên săn chắc và đàn hồi của da. Đặc biệt là giúp phục hồi những làn da đã bị khô ráp hay bị lão hóa cằn cỗi. Chúng sẽ mang lại cho mình một cái vẻ đẹp mịn màng, khỏe mạnh và làn da của chúng ta sẽ cảm thấy được đổi mới ngay tức thời. Vâng, thưa quý vị, bộ kem dưỡng da này có những tác dụng thần kỳ khác như sau. Quý vị có thể dùng kem dưỡng da này để mà bôi vào những cái vùng mà bị khô ráp, hoặc là những cái nơi như là đầu ngón tay, hoặc là Thùy Nhung hay bị ở những cái vùng mà da bị khô ở ngay cái cùi chỏ như thế này. Mình có thể dùng một chút xíu để mình thoa vào thì mình sẽ thấy cái da của mình trở nên mịn màng hơn. Hoặc là quý vị cũng có thể dùng kem dưỡng da này để kết hợp với kem nền trang điểm, tạo nên cho da có một sự sáng bóng tự nhiên. Và khi chúng ta trang điểm, quý vị sẽ thấy cái làn da của mình rất là mịn màng. Quý vị cũng có thể kết hợp những da này để mà bôi lên ở những cái vùng giống như là đầu ngón tay này, mình hay bị bong tróc ra, thì nó cũng sẽ giúp cho da của mình trở nên mịn màng trở lại thưa quý vị. Chưa hết đâu nhau quý vị ơi, ví dụ như là đôi khi đuôi tóc của chúng ta bị khô hay là chẻ ngọn do mình uống tóc hay là duỗi tóc, thì quý vị cũng có thể sử dụng chai serum có tinh chất vàng này để thoa lên đuôi tóc và sẽ giúp cho tóc trở nên bóng mượt và khỏe mạnh ngay. Và ở đây Nhật Minh sẽ lấy cho quý vị xem là một ít serum và Nhật Minh sẽ để lên cái đuôi tóc, và quý vị có thể thấy là ngay sau đó tóc mình sẽ thấy óng ả hơn và bóng mượt hơn. Vâng, thưa quý vị, để sử dụng bộ kem dưỡng da bằng vàng này đạt hiệu quả tốt nhất thì quý vị hãy sử dụng kèm với bộ sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết với tên gọi là Hinoki, được làm từ cây tùng bách và nước khoáng tinh chất. Tinh chất được chiết xuất từ cây bách có tác dụng làm sạch cho da một cách tự nhiên, giúp da được thư giãn nè, là giảm stress, từ đó sẽ làm cho da của chúng ta được phục hồi sự tươi tắn ngay sau khi rửa mặt.
Chúng ta cũng nên tẩy da chết cho da của mình 1 đến 2 lần trong một tuần, vì chúng ta thường phải đi ra ngoài, bụi bẩn bám lên da mặt cũng như những cái tế bào chết nó luôn tái tạo hàng ngày. Thì khi mà quý vị sử dụng bộ kem tẩy da chết này sẽ luôn giữ được cho vẻ tươi tắn của làn da của mình mà không có thấy được cái sự mệt mỏi cũng như là những cái làn da chết trên mặt của chúng ta sẽ được lấy đi, thưa quý vị. Bây giờ Nhật Minh sẽ dùng thử lên tay của Nhật Minh cái sản phẩm Healing Hinoki này nhé. Nhật Minh sẽ lấy ra một ít ở trên tay như thế này thôi. Và sau đó Nhật Minh sẽ để lên cái bàn tay và sẽ xoa thật nhẹ. Và quý vị có thể thấy là cái loại sữa tẩy da chết này rất trắng và mịn, cho nên khi thoa lên da nó rất là nhẹ nhàng và không hề gây ra cảm giác là mình bị khô hay là bị rát. Quý vị có thể thấy ở đây là da chết nó hiện ra rất là nhiều. Khi mà chúng ta bôi lên thì nó có tác dụng là nhẹ nhàng lấy ra những cái tế bào chết cho da và nó sẽ làm cho cái da của mình được trở nên mịn màng hơn. Vâng, và quý vị nên nhớ là mình sẽ sử dụng bước tẩy tế bào chết da này sau khi mình đã rửa sạch mặt nhé. Và thưa quý vị, để mua được các sản phẩm này với giá thật ưu đãi nhất thì quý vị hãy gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại 1-855-855-5888. Giá cho sản phẩm dưỡng da bằng vàng 24 này là 115 đồng, còn chai serum là 105 đồng. Và tặng đi kèm khi quý vị mua hai sản phẩm này là quý vị sẽ được free một chai kem chống nắng trị giá 40 Mỹ Kim. Thật hấp dẫn quá phải không thưa quý vị? Mua hai sản phẩm dưỡng da này với giá tổng cộng chỉ có 220 Mỹ Kim mà quý vị sẽ nhận ngay được một cái quà tặng trị giá 40 Mỹ Kim. Vâng thưa quý vị, tất cả những cái sản phẩm này đều được sản xuất từ công ty Ipkin rất là nổi tiếng với sản phẩm make up bằng máy rung tự động mà chị em chúng tôi đã có lần giới thiệu đến quý vị. Nếu như mà quý vị nào đang có thắc mắc hay là muốn biết thêm nhiều thông tin về bộ kem dưỡng da làm bằng vàng cũng như bộ sữa rửa mặt và tẩy da chết Hinoki này, quý vị hãy gọi cho Vinashop lúc này để quý vị có thể giảm giá được thêm 5% trên tổng order của mình nha quý vị. Thật là hấp dẫn quá thì Nhung ơi. Vâng, nếu như những bộ kem dưỡng da khác có rất là nhiều sản phẩm đi kèm trong một bộ thì với bộ kem Gold Set này đây thì chỉ có hai bước căn bản nhưng rất quan trọng cho da, đó là serum và kem dưỡng da. Bộ kem này sẽ rất thích hợp cho những ai ngại sử dụng nhiều sản phẩm và muốn tiết kiệm thời gian nhưng lại muốn sản phẩm phải có hiệu quả rất là nhanh. Thì bây giờ quý vị hãy gọi ngay cho Vinashop vào lúc này để có thể biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm nhé. Và nhớ là hãy gọi trước khi chương trình kết thúc thì quý vị sẽ được giảm thêm 5% trên tổng số tiền order của quý vị. Nếu sản phẩm trên 150 Mỹ Kim thì quý vị còn sẽ nhận được những ưu đãi về quà tặng, giảm giá 5% bonus. Khi order lúc show đang phát sóng trên TV thì quý vị sẽ còn được thêm free shipping nữa nhé. Vâng thưa quý vị, một lần nữa số phone của Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Quý vị hãy cầm phone lên và gọi ngay để order. Cơ hội duy nhất để quý vị có thể mua ngay và tiết kiệm tiền khi shopping với những sản phẩm làm đẹp cho chính mình. Nhật Minh và Thì Nhung xin chúc quý vị đã có một ngày shopping rất vui vẻ cùng với Home Shopping của Vinashop nhé. Xin chào quý vị. Chào.